Vertu, thương hiệu điện thoại xa xỉ toàn cầu, luôn là biểu tượng của sự sang trọng và đẳng cấp. Trong số các dòng sản phẩm nổi bật, Vertu Signature S-Gold chính là viên ngọc quý, khẳng định vị thế đỉnh cao với các thiết kế tinh xảo và vật liệu quý hiếm. Điện thoại được chế tác từ những vật liệu đắt đỏ và quý hiếm nhất, từ vàng nguyên khối AU750, gốm ceramic cho đến đá sapphire. Tất cả đều được lựa chọn kỹ lưỡng và chế tác tinh xảo bởi người nghệ nhân lành nghề. Đặc biệt, việc sử dụng kính sapphire giúp bảo vệ màn hình khỏi trầy xước, đảm bảo độ bền và sáng bóng lâu dài. Không chỉ là một chiếc điện thoại, Vertu Signature S-Gold còn là biểu tượng của sự giàu sang và phú quý. Thiết kế của máy với các chi tiết được điểm xuyết vàng nguyên khối AU750 tạo nên vẻ ngoài lộng lẫy và tinh tế. Mỗi chiếc điện thoại Vertu đều được sản xuất thủ công bởi những nghệ nhân lành nghề. Điều này tạo nên giá trị riêng biệt cho từng sản phẩm, thể hiện qua dấu ấn chữ ký của người thợ chế tác. Dòng Signature không chỉ nổi bật về vẻ bề ngoài đẳng cấp mà còn là thời lượng pin lên tới 3 ngày, đảm bảo tính ứng dụng cao trong cuộc sống hiện đại. Một chiếc Vertu Signature S-Gold không chỉ là một món đồ xa xỉ mà còn là món quà tuyệt vời cho các sếp, đối tác hay là những người có vị thế cao trong xã hội. Sự tinh tế và đẳng cấp của Vertu sẽ là lời khẳng định cho sự trân trọng và kính trọng đối với người nhận. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.